Ok, hello tất cả anh em nha, lại là Mishima đây anh em ơi. Chúc anh em có ngày mới thật khỏe anh em à. Thì đây, what? Đây chính là ID game của thanh niên Bon kỹ năng anh em à. Như tất cả các bạn xem clip hôm qua thì các bạn cũng biết là Bon kỹ năng này chính là thanh niên mà làm phiền chuyện tình cảm mình với lại là May anh em. Hôm qua thì lúc mà bé Lâm chơi game chung á thì thanh niên này kiểu như là nói chuyện với May, nói là thích May cái kiểu anh em ơi. Với lại là mình vô trong mặt May thì nó cũng nói là May dễ thương có kiểu luôn anh em à. Đấy, kiểu mình rất là cay luôn anh em ơi. Hiện tại mình cũng đang rất là buồn. Mình định nhờ là bé Lâm đầu nhập vô trong mặt này, cũng như là mình giả làm thanh niên Bon kỹ năng luôn. Và mình nhắn tin với lại là May để xem là sau lưng mình ấy May có lén lút gì không nha anh em ơi. Với lại là để xem là đặt bí danh gì cho May anh em à. Ok, bây giờ là anh em ấn like clip cho mình nha, để mình có động lực nha anh em ơi. Nói chung là hiện tại mình cũng đang rất là buồn ấy, nhưng mà mình phải làm có chuyện anh em à. Ok nha, thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ đi nhờ bé Lâm anh em à. Nhưng mà bây giờ anh em nhớ là ấn like cho tôi nha anh em ơi. Ok, đi thôi. Ê, Lâm ơi, Lâm ơi. Ủa, chuyện hôm qua làm sao anh Hải? Trời ơi, anh đang định nhờ mày nè. Đây, đây, đây. Dạ. Đây, ID game của thanh niên Bon kỹ năng nè. Em thì nói chung đó giờ em đầu nhập là giỏi đúng không? Dạ. Bây giờ em giúp anh là đột nhập vô trong cái ID game này. Để mở ra coi đi. Thì anh đang định là nhờ em đột nhập vô trong mạc của thanh niên Bon kỹ năng này, cũng như là anh giả làm Bon kỹ năng luôn. Đấy, để anh nhắn tin với lại là May để xem là May có lén lút gì anh không, hay là trước mặt anh thì May nói như vậy anh cũng kiểu không tin ấy. Bây giờ thì anh thử lòng May cũng như là anh vô anh xem đó là nó đặt bí danh gì cho May. Đấy, em muốn xem không? Muốn chính hại. Đó, xem ID game đi. Nhưng mà em đột nhập ID game của thanh niên này được đúng không? Dạ. Ok anh em ơi, đây thì ID game của nó này nè mà đó. Thì bây giờ để xem đó là bé Lâm nó đột nhập mình vô mình coi là như thế nào nha anh em ơi. Ok, đi đi, đi giúp anh nha. Thì ok anh em ơi, lại mình Sima đây. Chúc anh em có ngày mới thật là khỏe anh em à. Thì cuối cùng là mình với lại là bé Lâm cũng đồng nhập thành công vô trong ngạc của thanh niên Bon kỹ năng rồi nha. Lúc nãy mình thấy làng này họp 5 giờ trước anh em ơi. Chứ là mình nghĩ thanh niên này không biết đâu. Ok, để xem là đặt bí danh gì cho May anh em à. Gì đây? Yêu May. What? Phải có nổi được tên yêu May. Gì đây? Yêu Trâm, yêu Ngọc. Phải có nồi chứ, thằng này nó bad boy anh em ơi. Nó yêu một lần là 3-4 người. Mà trong khi đó là May chính là người yêu của mình, không phải là người yêu của nó. Nhưng mà nó vẫn đặt tên là yêu May anh em à. Đậu xanh cây thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ tôi xem nạc của nó có những gì nha. Tôi cho anh em xem luôn. Sẵn đây nói chung là tôi đã vô hàng nó rồi, cho anh em xem nó luôn nha anh em ơi. Level 61 này, cũng như là theo cực nó chỉ mua đúng một cái mùa mà kiểu gần nhất thôi anh em ơi. Còn lại là những cái mùa trước đó là không có mùa này anh em à. Trắng không tùy vết luôn ấy. Anh em thấy này, yêu May Việt Nam nhất trên cuộc đời. Phải có nồi thật sự luôn ấy. Mình thấy cái thủ sử này mình rất là cay nó luôn anh em à. Ok, bây giờ chắc lẽ là tôi sẽ cho anh em xem nhỏ luôn nha. Xíu nữa thì tôi sẽ thử lòng May sao nha anh em ơi. Hiện tại là tôi thấy là May đang trong trận ấy. 3.26 này cũng như là 38% tỷ lệ sọt anh em à. Thì bây giờ tới phần sự nghiệp tới chiến này. À này, tôi thấy là 57% tỷ lệ sọt cũng như là 23.000 kill. 2.27 luôn anh em à. Úi dồi, thằng này công nhận là nó bắn thử chiến hay vãi cái trưởng luôn anh em ơi. Ok, bây giờ tới phần nhân vật nha. Để tôi xem là này có tổng hết bao nhiêu nhân vật anh em à. 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 này, 10, 11, 12, 13 này, 14 này, 15 này, 16, 17, 18 này, 19, 20, 21 này, 22, 23, 24, 25, 26, 27 này, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 nhân vật, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 nhân vật luôn anh em ơi. Nó còn thiếu đúng một nhân vật nữa là nó 50 luôn anh em à. Tôi không tính là Adam với lại là Eva anh em ơi. Ảo ma thật sự luôn ấy. Bây giờ tới phần tủ đồ nha, để xem là tủ đồ nó có những gì nha. Công nhận thằng này là nhiều nhân vật quá cái chữ luôn anh em ơi. Bộ đồ có măng xanh nó lọn này, bi tết có kiểu này anh em ơi, có hồng thơ này anh em à. À, chai ngố ngáo luôn này. Để xem là thanh niên này có đồ gì gọi là hiếm nhất không nha anh em ơi. Bây giờ tới phần áo nha. 228 cái áo anh em à, áo của đấm đêm này. Ui, tính ra thằng này nói chung là tôi thấy là hạng nó cũng không có biết mấy anh em ơi. Nếu mà biết thì những bộ đồ biết thì nó nằm ở trên hết rồi anh em ơi. Còn những bộ đồ cùi thì Ganna cho nằm ở dưới anh em à. Nhưng mà tôi lướt là phía trên này không thấy đồ gì gọi là VIP anh em ơi. Thì hôm qua là tôi có kết bạn với lại là thanh niên Bon này vào buổi tối anh em à. Đấy mà tôi có nói chuyện gõ gàng với lại là cực kỳ lịch sự luôn anh em ơi. Nhưng mà khúc cuối thì nó chat lại đúng một câu là cút anh em à. Đấy và sau đó là nó xóa kết bạn với tôi luôn. Hiện tại là hạt này chỉ có kết bạn với lại là May cũng như là thêm hai bạn kia nữa. Nhưng mà tôi không biết là hai bạn kia có biết là nó là bad boy, nó yêu hai ba đứa một lượt anh em à. Đấy thì tôi không biết là mấy bạn kia biết không.
Nhưng mà có một cái trường hợp nữa là khả năng cao nó tự tiện, cũng như là nó đặt bí danh như là kiểu Mai không yêu nó anh em, thì nó đặt bí danh cho Mai như thế anh em à. Nhưng mà đợi xíu anh em ơi, hiện tại là Mai vẫn chưa có thoát chặn anh em à. Tôi sẽ thử lòng Mai cũng như là để xem Mai có nhắn tin ngọt ngào với lại nó không nha anh em ơi. Đấy, tại vì tôi không biết là trước mặt tôi là Mai nói như thế, nhưng mà sau lưng tôi thì Mai có giấu tôi cái gì không anh em à. Ok nha, bây giờ là quay trở lại với lại là cái hàng này anh em ơi. Tôi thấy là hàng này nói chung cũng không biết mấy anh em ơi. Đó anh em thấy không? Hành động là chỉ có 28 cái hành động thôi anh em à. Bây giờ là cái phần sưu tập nha anh em ơi. Thì đầu tiên là tôi thấy hàng này có 47 cái dù lượng anh em ơi, với lại là 43 cái ba lô này. Đấy, nói chung thì tôi thấy là ba lô như này cũng khá là ít anh em ơi. Và 32 cái hầm sát này, nguyên hầm sát BTS này, hầm sát thanh phòng có luôn này anh em ơi. Thêm một cái skill win gồng sắt nữa này anh em à. Với lại là 42 cái bắn lướt là những gì mà bên trong hàng này anh em ơi. Phương tiện thì tôi thấy là cũng ok phết nè anh em. Đấy, nói chung thì Lamborghini cũng được 7 chiếc luôn anh em à. Đấy, bây giờ tới phần thông tin nha. 146 cái avatar này cũng như là 237 cái nền em ơi. Đấy, bây giờ là tới phần đá chế tác này. Ui, 3 viên đá chế tác luôn. Tôi cứ nghĩ là này không có viên nào, nhưng mà được 3 viên luôn nè anh em ơi. Rồi, cuối cùng tôi đã cho anh em xem là tất tần tật bên trong phần đồ nam rồi. Ok, bây giờ là chắc có lẽ tôi sẽ cho anh em xem nốt luôn phần đồ nữ anh em ơi. Đó, từ trước đến nay là tôi review ạc là anh em thấy là công tâm, anh em tận tâm tận tình luôn, chứ còn gì nữa à. Từng ngõ ngách bên trong ạc là những thứ gì gọi là review được là tôi cho anh em xem hết luôn. Đấy, nhưng mà không có cho xem tài khoản mật khẩu nha. Trời gấu là trời toan thật sự luôn ấy. Bây giờ là phần áo tôi thấy là cũng không có gì gọi là VIP anh em ơi. Nói chung thì free là nhiều. Bây giờ tới phần quần nha. Tổng hết là có 100 cái quần bên trong hàng này anh em à. Để xem là cái quần thám hiểm không anh em ơi. Đây, mới nhắc cái đợt là có luôn anh em ơi, ảo ma thật sự. Bây giờ tới phần giày nha, để xem là giày nào gọi là VIP anh em à. Rồi xong, được có mỗi đôi dép tổ ong là ngon nhất rồi anh em ơi. Phần mắt kính này, đấy, mộc lan cái kiểu này anh em ơi. Ok, nói chung là hết rồi anh em à. Bây giờ tới phần mặt nạ nha. 1 này, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 này, 10, 11, 12. Tổng hết luôn là có 12 cái mặt nạ nữ bên trong màu này anh em ơi. Đấy, đồ full này, bộ đồ đua xe này, với lại là bộ đồ thổ tím này anh em ơi. Đấy, à, bộ đồ gấu bất cực này chính là bộ đồ mà gọi là đồ tủ của thanh niên này luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ cho anh em xem nốt luôn là phần bét nha. Để xem là này có bao nhiêu con bét anh em à. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 8 con bét anh em ơi. 9 này, 10, 11, 12 con bét. Đậu xanh, đậu đũa, đậu đen, đậu Hà Lan anh em ơi. Nó nhiều bét quá anh em à. Rồi bây giờ tới phần súng nâng cấp nha. Để tôi xem là này bao nhiêu khối súng nâng cấp anh em ơi. Ui, MP5 thiên thạch bạch kim level 3 này nhưng mà UMP phong cách level 4 này, cũng như là M04 long tộc level 3 này, AK gồng xanh level 4 luôn. Ui, UMP ngày bao gia cũng level 2 này nữa mà. Đấy, nhưng mà không có khẩu nào gọi là level 7 hết trơn anh em ơi. Bây giờ tới phần súng nha. Để tôi xem là phần súng bao nhiêu anh em à. Nãy kho vũ khí này, đầu tiên là M41 tôi thấy là có 6 này, cũng như là AK thì tôi thấy là có 7 này anh em ơi. M14 thì có 4 này. Sky tôi thấy là cũng có 4 luôn. Rậu dài duy nhất có một khẩu thôi anh em à. Famas thì có 6 này, cũng như là M8 thì có 2. AN94 thì được 3 khẩu anh em à. Phalipmai có 1 này, AUG thì có 3. Bây giờ tới phần súng trường tầm nha. SKS tôi thấy là có 4 này, cũng như là chim bao kiến thì có 1 này. AC80 cũng có 1 luôn anh em ơi. Súng máy là M249 tôi thấy là có 1 này, cũng như là M60 cũng duy nhất một khẩu luôn anh em à. Tiểu liên thì đầu tiên là UMP tôi thấy là có 6 này anh em ơi. MP5 thì được 7 khẩu luôn này, cũng như là VS thì tôi thấy là có 2. MP40 là có 2 luôn anh em à. B90 tôi thấy là có 4 này, cũng như là Vector thì có 1 này. Ui, Vector băng hỏa nhưng mà vô game lụm là hai cái cây nó đỏ quét luôn anh em ơi. Ảo ma thật sự luôn ấy. Ở ngoài này anh em thấy là một cây xanh một cây đỏ đúng không, nhưng mà vô game lụm thì tôi thấy là hai cây đỏ luôn anh em ơi. Mắt 10 tôi thấy là có 2 này, cũng như shotgun là M104 tôi thấy có 3 anh em ơi. Spaz thì có 2 này. M1887 thì duy nhất có một khẩu, cũng như là mắt 7 thì duy nhất có một khẩu luôn anh em à. Súng sạc cũng duy nhất một khẩu luôn. Bây giờ tới phần súng ngắm nha. Ui, không có AKM anh em ơi. Chỉ có M823 tôi thấy là duy nhất cũng một khẩu luôn anh em ơi. Chảo thì xương xương là có 7 này, chảo đô la với lại chảo dưa hấu anh em ơi. Đao thì xương xương là này có 12 cái đao anh em à. À, hai cái đao chán nhau luôn này. Rồi, bây giờ tới phần gậy bóng chày anh em ơi, tổng hết luôn là có 8 cái gậy bóng chày này, với lại là được 3 cây kiếm katana anh em ơi và hai cái lưỡng hái này. Vãi nồi chứ không có tiểu lấy phi đao không bằng mẹ tao phi dép anh em ơi, tông lào. Có mỗi cái nắm đấm hổng mang thôi anh em ơi. Lựu đạn thì hàng này tôi thấy là có 17 này. Nếu nói chung thì lựu đạn thì tôi thấy là rất ít luôn anh em ơi. Tôi nghĩ là tất cả mọi người trên kênh của tôi là đều hơn hàng này. Bơm keo thì tổng hết luôn là tôi thấy là có 13 quả là bên trong này anh em ơi. Đó anh em thấy không? Bơm keo nào mà trùng với là hạt của anh em thì nhớ là comment với cho anh biết nha anh em ơi. Rồi, bây giờ tới phần cuối cùng anh em à. Đấy, phần nỏ. Ok. Không có nỏ luôn anh em ơi. Có mỗi khẩu là súng
Galin cống quân anh em à. Nói chung khẩu này là khẩu free mà anh em. Ok anh em ơi, sau từ nãy đến giờ mà chờ đợi May chơi game xong á, như là đâu đó 15 phút anh em à. Thì cuối cùng đó, May cũng nghỉ rồi anh em ơi, May đang đứng ở sảnh. Chứ là mình nghĩ khả năng cao là May đang quay đồ vậy á. Bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ mời nha, để xem là May vô không nha. Ok, dễ, sống vô vậy. Tính ra là May là, nếu mà tôi cầm mặt chính của tôi là tôi mời phát một là vô luôn anh em ơi. Nhưng mà này mới mời cái là hình như không vô anh em à. Bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ mời thêm một lần nữa nha, để xem là có vô không nha anh em. Vô đi mà, trời năng nỉ luôn á. Đây em ơi, đây ngon rồi, ngon rồi. Đây, May này anh em ơi. Ui, thề luôn, đặt tên là cái bí danh yêu May là tôi cay vãi chưởng luôn anh em ơi. Bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ chat một câu đó nha. Để xem chat như nào anh em à. Đây rồi, nhớ rồi anh em ơi. Đây, bây giờ tôi sẽ chat đó là làm bạn gái anh đi. Đó, ok anh em ơi, tôi gửi nha. Để xem đó là May chat như thế nào anh em à. Bây giờ mà May kiểu chết gì ok cái kiểu là tao nói tới ông chị luôn anh em ơi, để xem là mày chết gì. Ui quá rồi, ok thiệt luôn anh em, đậu xanh gì trời. Từ để xem là mày chết gì nó, nhưng đợi kiếp sau đi á. Đu từ anh em ơi, mày chết câu là nhưng đợi kiếp sau đi rồi anh em ơi. Từ bây giờ tôi phải chết thêm một câu kiểu như là tôi cố tình mà gạ mày luôn nha, để xem là mày có chấp nhận không nha anh em ơi. Đây là tôi sẽ chết thêm một câu là anh tốt hơn Sima. Đó, hợp lý luôn anh em ơi, thề luôn. Nếu như mà người yêu cũ tôi là xác định là chịu ngay luôn anh em, mà không cần phải suy nghĩ luôn ấy. Anh em biết lý do tại sao mà tôi nói như thế không? Tại vì ngày xưa tôi bị gọi anh em ơi, cho nên là tôi mới chia tay, cho nên là mới thành người yêu cũ ấy. Bây giờ để xem là mày chết như thế nào nha. Gì đây? Không ai tốt hơn Sima cả. Ui, ao luôn này anh em ơi. Phải nồi, tính ra là mày là không biết mình là thanh niên bon này anh em, mà cứ nghĩ là mày đang chết với lại thanh niên bon anh em ơi. Ok, nói chung là như này là vui rồi anh em, mà mày không có phản bội tôi anh em ơi. Tính ra là nếu mà người cũ tôi xác định là thôi tới một chuyện luôn hết em à. Ok nha, thì chắc có lẽ là thanh niên này cố tình cũng như là làm phiền chuyện tình cảm của tụi mình rồi anh em ơi. Chứ may kiểu không có lén lút sau lưng mình. Thì tôi quyết định là kiểu làm tới bến với thanh niên này luôn nha. Tại vì hôm qua là mình có nói chuyện gõ gàng rồi. Nhưng mà thanh niên này chat đúng một câu là tôi cút anh em ơi. Đấy, hảo hán thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ tới phần câu hỏi như mọi ngày nha. Anh em trả lời đúng như là mình tặng kim cương cho tất cả những anh em luôn nha anh em ơi. Trong map đảo thiên đường, ngôi nhà nào là ngôi nhà lớn nhất? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này cũng như là kèm theo game nha anh em ơi. Ok, đừng quên là lên shop Sima Quý chúng con mình cũng như là quay kim cương ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất nhiều, đừng lên từ phần comment cũng như là phần mô tả nha anh em ơi. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.